Mai xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Mai Lê. Thì hôm nay cũng là dịp cuối năm, cũng là những ngày lễ lớn sắp đến. Mai cũng có chút thời gian ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi trang trí cây thông, dọn hang đá để chuẩn bị lễ Giáng sinh cũng như là mừng năm mới. Thì hôm nay Mai cũng có chút thời gian ngồi ở đây nè để mà tâm sự cùng với tất cả mọi người. Tính đến nay thì kênh YouTube của Mai cũng đã tròn được 1 năm. Thì Mai rất là vui. Bởi vì sao? Là một cái người YouTuber rất là mới mẻ tham gia vô cái trang mạng, gọi là trang mạng giải trí lớn nhất thế giới của Mỹ, để mà cùng chia sẻ những cái khía cạnh, những cái hoạt động, những cái event coi như là trong cái đời sống của Mai ở nước Mỹ này nè. Thì Mai cũng được sự đón nhận rất là nồng nhiệt của rất là nhiều quý vị khán giả ở khắp mọi nơi luôn. Thì tính đến nay á, kênh YouTube của Mai có những cái con số như thế này nè. Số lượng video mà Mai tạo ra được để mà upload lên kênh của mình là 121 video. Và cái số lượng view á, là 1.844.587 view. Rồi cái số lượng người đăng ký và theo dõi kênh đó hiện nay là 9.330 người. Thì đây là một con số mà Mai không thể nào tưởng nổi. Bởi vì Mai quá hạnh phúc khi mà Mai được quá nhiều quý vị khán giả ở khắp mọi nơi ủng hộ kênh của Mai. Mặc dù Mai biết kênh của Mai không phải là một cái kênh phát triển mạnh bừng bừng như các kênh khác. Có những kênh 1 năm thôi là người ta có cả 100.000 người subscriber, nhưng mà kênh của Mai là một cái kênh phát triển từ từ, nhịp nhàng. Thì điều đó cũng đủ biết là quý vị khán giả rất là thương mến Mai. Theo như cái thống kê của kênh YouTube á, thì của kênh YouTube của Mai á, thì công ty YouTube cho biết á, là có khoảng 40% khán giả xem kênh là tại Việt Nam, 40% tại nước Mỹ, và phần còn lại ở bên châu Âu và châu Úc. Thì Mai biết là khán giả ở trên thế giới cũng theo dõi và mong tìm hiểu về cái đời sống của Mai cũng như là những cái hoạt động của Mai. Thì đối với Mai á, là một cái người YouTuber rất là mới, Mai cũng học hỏi từ cái kinh nghiệm coi như là mình làm YouTube thế nào, mình làm nội dung thế nào. Mặc dù sống ở cái tiểu bang này á, Mai cũng không có nhiều cái điều kiện như là những cái tiểu bang có nhiều người Việt sinh hoạt, có nhiều cái event lắm. Nhưng mà tuy nhiên sống ở đây thì Mai có cái gì thì Mai đem ra Mai chia sẻ hết, Mai không có giấu cái gì hết. Mai biết là có rất là nhiều bạn đã lên kênh của Mai và tham gia cũng như bình luận cũng như là cho Mai những cái ý kiến thật là tốt, để mà Mai học từ đó, để mà Mai phát triển cái kênh của Mai ngày càng tốt đẹp hơn á, là Mai cảm ơn rất là nhiều ha. Và trong tương lai Mai cũng mong đón nhận thêm rất là nhiều ý kiến đóng góp phê bình. Mai cảm ơn rất là nhiều những ý kiến đó. Thì các bạn nhìn nè, hôm nay Mai cũng có làm được cái cây thông, có treo một số trái trâu lên, rồi treo đèn lên. Đó, đơn sơ vậy thôi, để mà trong nhà mình có cái không khí Giáng sinh ha. Rồi phía sau Mai đó là Mai cũng có trang trí một hang đá nhỏ, thì trong đó có ông Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu và hai con chiên bò lừa để mà thở hơi ấm cho Chúa để mừng Giáng sinh đó. Thì qua những cái con số này nè, Mai mới biết được rằng là Mai được cái sự đón nhận từ quý khán giả rất là nhiều. Mai cảm ơn, Mai xin gửi lời chân thành cảm ơn và Mai chúc cho mọi người mình cái mùa lễ Giáng sinh thật là vui tươi, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, cũng như là một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo sau đây thì Mai cũng gửi tặng đến cả nhà mình cái bài hát có tên là Tiếng Chuông Hồng Ân. Mời mọi người cùng nghe nha.
Mừng ngày Chúa sinh ra đời, đồng cùng gặp tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng đất đai ta mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê. Mai cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe Mai chia sẻ những cái tâm tình của mùa Giáng sinh và nghe Mai hát cái bài tiếng chuông hồng ân, đó là bài Jingle Bell vừa rồi ha. Thì cũng nhân cái dịp lễ Giáng sinh cũng như năm mới, Mai thương kính chúc tất cả quý vị khán giả cũng như các bạn và những người theo dõi kênh YouTube của Mai một mùa Giáng sinh thật an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, và một năm mới có rất nhiều sức khỏe, có rất nhiều sự thuận lợi và may mắn trong cuộc sống của mình nha. Nhớ theo dõi những cái video clip kế tiếp của Mai trong những lần tới. Cảm ơn và Mai xin chào tất cả mọi người.